Công ty Minh Motor xin kính chào quý khách. Sau đây là bơm dầu nhớt bánh răng sử dụng điện 1 pha 220V, chuyên dùng để bơm hút các loại hóa chất sệt hoặc là loãng. Công suất là 0.55 kW, 0.75 HP, 0.75 ngựa. Sau đây sẽ là phần tem của máy bơm. Mã hàng là WCB50. Đây là 0.5 Pascal áp suất. Lưu lượng là 50 lít trên phút, tương đương với 3 khối trên giờ. Hút sâu khoảng 6 m. Cột áp cao nhất có thể đạt được là từ 3 đến 17 m. Đây sẽ là phần ống hút. Đường kính trong là 21 mm, đường kính ngoài 25 mm. Còn bên đây sẽ là phần ống xả. Đường kính trong 21 mm và đường kính ngoài 25 mm. Đây sẽ là dây nguồn chúng ta cắm vào điện 1 pha 220V để vận hành. Đây là công tắc dùng để bật tắt động cơ. Tay cầm chúng ta có thể mang đi, chúng ta dễ dàng tiện lợi. Đây là phần chân đế. Khớp nối